Xin chào tất cả các em học sinh. Hôm nay cô và trò chúng ta sẽ học môn tin học lớp 6, bài 16 và bài 17, gồm hai nội dung chính: định dạng văn bản và định dạng đoạn văn bản. Các em quan sát hai văn bản trên. Khi soạn thảo văn bản bằng bút trên giấy, em có thể viết chữ đứng hay chữ nghiêng, nhưng sau đó không thể thay đổi kiểu chữ của các chữ đã viết. Khi soạn thảo văn bản trên máy tính, em có thể thay đổi kiểu chữ khác không? Các em quan sát cách trình bày văn bản Bác Hồ ở chiến khu. Quan sát cách trình bày thứ nhất, bài Du lịch ba miền. Quan sát cách trình bày thứ hai, bài Du lịch ba miền. Theo em, cách trình bày nào dễ ghi nhớ hơn? Để trả lời cho câu hỏi đó, chúng ta cùng vào bài học hôm nay. Bài 16, định dạng văn bản. Gồm hai nội dung chính: định dạng văn bản và định dạng ký tự. Chúng ta vào phần 1 nhỏ, định dạng văn bản. Định dạng văn bản là gì? Định dạng văn bản là thay đổi kiểu dáng, bố trí của các thành phần trong văn bản. Định dạng văn bản nhằm mục đích gì? Làm cho trang văn bản đẹp và dễ đọc, người đọc dễ ghi nhớ nội dung. Có những loại định dạng văn bản nào? Có hai loại: định dạng ký tự và định dạng đoạn văn bản. Có một lưu ý, đó là nên định dạng văn bản sau khi đã soạn thảo xong toàn bộ phần nội dung của văn bản. Tại sao lại phải như vậy? Lý do thứ nhất, để tiết kiệm thời gian. Lý do thứ hai, sẽ giúp cho văn bản có một định dạng thống nhất, hợp lý, không phải chỉnh sửa lại nhiều lần. Các em quan sát cách trình bày bài Du lịch ba miền, cô đã chỉnh sửa. Để trình bày được như bài Du lịch ba miền trên, chúng ta sang phần 2 nhỏ, định dạng ký tự. Thứ nhất là chưa định dạng ký tự. Văn bản thứ hai là đã định dạng ký tự. Vậy thế nào là định dạng ký tự? Định dạng ký tự là thay đổi dáng vẻ của một hay một nhóm ký tự. Các tính chất định dạng ký tự. Có những tính chất định dạng ký tự nào? Thứ nhất, định dạng phông chữ. Thứ hai, định dạng cỡ chữ. Thứ ba, định dạng kiểu chữ. Và thứ tư, định dạng màu sắc. Có những cách nào để định dạng ký tự? Cách thứ nhất, sử dụng các lệnh trong nhóm phone trên giải lệnh home. Các em quan sát 6 nút lệnh trong nhóm phone trên giải lệnh home. Chúng ta sẽ đi nghiên cứu từng lệnh một. Thứ nhất, định dạng phông chữ. Bước 1, chọn phần văn bản cần định dạng. Bước 2, nháy mũi tên bên phải hộp thoại phone. Bước 3, chọn phông chữ thích hợp. Định dạng cỡ chữ. Bước 1, tương tự như trên, chọn phần văn bản cần định dạng. Bước 2, nháy mũi tên bên phải hộp font size. Bước 3, chọn cỡ chữ cần thiết. Tiếp theo là định dạng kiểu chữ. Bước 1, chọn phần văn bản cần định dạng. Bước 2, nháy chọn các nút
lệnh như là chữ đậm, chữ nghiêng hoặc chữ gạch chân. Định dạng màu chữ. Bước 1, chọn phần văn bản cần định dạng. Bước 2, nháy mũi tên bên phải hộp thoại phone color. Bước 3, chọn màu thích hợp. Ngoài cách định dạng ký tự trong nhóm phone của bảng chọn home, các em còn có thể định dạng bằng cách sử dụng hộp thoại phone. Thứ nhất, cũng là chọn phần văn bản cần định dạng. Thứ hai, bước 2, nháy mũi tên ở góc dưới bên phải nhóm lệnh phone để mở hộp thoại phone. Bước 3, sử dụng các lệnh định dạng trong hộp phone. Khi mở được hộp thoại phone ra, thứ nhất, các em chọn phông chữ. Thứ hai, chọn màu chữ. Thứ ba, chọn kiểu chữ. Thứ tư, chọn cỡ chữ. Thứ năm, các em nhìn vào ô hiển thị kết quả định dạng chữ. Sau đó nháy OK để áp dụng định dạng. Các bước cũng tương tự như thực hiện ở trong nhóm phone của bảng chọn home. Khi sử dụng hộp thoại phone, các em thực hiện 3 bước. Bước 1, chọn phần văn bản cần định dạng. Bước 2, nháy mũi tên ở góc dưới bên phải nhóm lệnh phone để mở hộp thoại phone. Bước 3, sử dụng các lệnh định dạng trong hộp thoại phone. Lưu ý, nếu không chọn trước phần văn bản thì các thao tác định dạng trên sẽ được áp dụng cho các ký tự sẽ được gõ vào sau đó. Qua bài học trên, các em làm cho cô bài tập sau. Hãy thực hiện định dạng các ký tự cho bài thơ theo mẫu sau. Định dạng theo phông chữ Times New Roman. Bài tập này các em sẽ thực hiện trên máy tính cá nhân. Chúng ta sang bài 17, định dạng đoạn văn bản. Định dạng đoạn văn bản gồm có các nội dung chính sau. Một nhỏ, định dạng đoạn văn bản. Hai nhỏ, sử dụng các lệnh định dạng đoạn văn bản. Ba nhỏ, định dạng đoạn văn bản bằng hộp thoại paragraph. Chúng ta vào phần một nhỏ. Các em quan sát hai cách trình bày trên, xem nó khác nhau ở điểm gì. Văn bản Trăng ơi là chúng ta chưa định dạng. Văn bản Tre xanh là chúng ta đã định dạng rồi. Quan sát văn bản Du lịch ba miền. Định dạng đoạn văn bản là gì? Các em hãy tìm hiểu qua các ví dụ sau. Em hãy nêu cách định dạng đoạn văn bản dưới đây. Văn bản biển đẹp thứ nhất là căn thẳng lề trái. Văn bản thứ hai, căn giữa. Văn bản thứ ba, căn thẳng lề phải. Văn bản 4, căn thẳng hai lề. Văn bản 5, thụt lề dòng đầu tiên.
Văn bản 6 thụt lề cả đoạn văn. Văn bản tiếp theo là khoảng cách đến đoạn văn trên hoặc dưới. Văn bản cuối cùng, khoảng cách giữa các dòng tăng lên. Vậy thế nào là định dạng văn bản? Định dạng đoạn văn bản là bố trí đoạn văn trên trang in. Định dạng đoạn văn bản bao gồm căn lề và đặt khoảng cách giữa các đoạn văn, khoảng cách giữa các dòng trong một đoạn văn. Em hãy xác định các cách trình bày đoạn văn bản dưới đây. Cách trình bày thứ nhất với tiêu đề là căn giữa. Thứ hai là căn thẳng lề phải. Thứ ba, căn thẳng lề trái. Thứ tư, căn thẳng hai lề. Thứ năm, thụt lề dòng đầu tiên. Thứ sáu, thụt lề cả đoạn văn. Thứ bảy, khoảng cách trên, khoảng cách đến đoạn trên. Thứ tám, khoảng cách đến đoạn dưới. Và thứ chín, khoảng cách giữa các dòng tăng lên. Sử dụng các nút lệnh để định dạng đoạn văn. Để định dạng đoạn văn bản, em thực hiện như thế nào? Bước 1, đưa con trỏ soạn thảo vào đoạn văn bản. Bước 2, sử dụng các lệnh trong nhóm paragraph. Các em quan sát 6 nút lệnh trong nhóm paragraph trên bảng chọn home. Nút lệnh thứ nhất, căn thẳng lề phải. Căn giữa, căn thẳng lề phải, căn thẳng hai lề, tăng giảm khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn, tăng giảm khoảng cách thụt lề trái. Các cách thực hiện định dạng đoạn văn bản như sau. Bước 1, đưa con trỏ soạn thảo vào đoạn văn bản. Bước 2, sử dụng các lệnh trong nhóm paragraph và dùng các nút lệnh để định dạng. Ba nhỏ, định dạng đoạn văn bản bằng hộp thoại paragraph. Để định dạng đoạn văn bản bằng hộp thoại paragraph, em thực hiện như thế nào? Bước 1, đưa con trỏ soạn thảo vào đoạn văn bản. Bước 2, tương tự như mở hộp thoại phone trong bảng chọn home, các em cũng mở hộp thoại paragraph trong bảng chọn home bằng cách chọn mũi tên bên phải nhóm paragraph, sau đó thiết đặt các tùy chọn rồi nháy OK. Thứ nhất là căn lề, khoảng cách từ lề đến đoạn văn, khoảng cách đến đoạn văn trên, khoảng cách đến đoạn văn dưới, thụt lề dòng đầu, khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn và nháy OK. Các bước thực hiện định dạng đoạn văn bản bằng hộp thoại paragraph. Bước 1, đưa con trỏ soạn thảo vào đoạn văn bản. Bước 2, chọn mũi tên bên phải nhóm paragraph, xuất hiện hộp thoại paragraph, sau đó thiết đặt các tùy chọn rồi nháy OK. Qua bài học trên, các em làm cho cô bài tập thực hiện định dạng đoạn văn bản theo bài mẫu sau.
Các em sẽ thực hiện bài tập này trên máy tính cá nhân. Bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các em học tốt và làm đầy đủ bài tập. Ngoài ra, các em có thể vận dụng bài học vào các hoạt động thực tế. Xin chào các em.